Rồi, nghi thức hàng ngày. Trang số 5 hả? Cùng chiếu dần đang trực chí mộ nhật thiệt chúng sanh từ hồi hộ nhự ư tô hạ tạng kỳ hình nguyện như tức thời sanh tình độ. Án dược để luật ni ta ha. An dược để luật ni ta ha. Án dược để luật ni ta ha. An lam so ha. An lam so ha. An lam so ha. Án ta phà 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 trực đà ta phà đà ma ta phà 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 trực đồ an. Án ta phà 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 trực đà ta phà đạt ma ta phà 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 trực đồ hán. Án ta phà 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 trực đà ta phà đạt ma ta phà 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 trực đồ hán. Cùng hương nguyện dân hương màu này cúng dường đức ngọc hoàng thường đế chí tôn đức đại thánh mẫu từ tôn thập phương chư Phật tôn pháp chư Bồ Tát thanh văn duyên giác cùng các bậc đại chúng đại phần chư thần duyên thời đài sáng chói khắp sơn mười phương cõi tòa ngã các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vọng nghiệp trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát. Nam mô ngọc hoàng thượng đế chứng minh. Nam mô đại thánh mẫu chứng minh. Cầu nguyện nam mô di đà hương phụ quy phật. Nam mô Di Lạc Vương Phụ Quý Phật. Nam mô Di Lạc Vương Phụ Quý Phật. Đệ tử chúng con nguyện nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng Di Lạc Phật Vương Phụ Hộ Phổ Độ Chúng Sanh. Nhi nguyện cầu cụ huyền thất tổ được tịnh độ siêu thăng. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ. Tư nguyện cầu dạng nhân ba thánh an cư lạc nghiệp thế giới quốc thái dân an. Ngụ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy năm mẹ ngũ hành chư vị đại thánh chư thánh đại phần chư thần Việt Nam Mỹ quốc sơn thần thổ địa năm ngon bảy núi mười hai phương cảm ứng chứng minh. Đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trụ tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, đại bi quan thế âm Bồ Tát, từ bi gia hộ chúng con, tâm kiên cố tự dẹp dẹp tha hạnh viên mãn cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô lượng chánh đẳng chánh giác. Khen ngợi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu đấng thiên liên vô thượng cha mẹ của trời người không gian cùng thị thổ các loài mọi muôn loài giọt nước trong con uống là giọt lệ mẹ ban không hạt dây ngưng nghỉ để chúng con được bình an quán tưởng Phật. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi để châu vĩ đạo tràng mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời trước bảo tòa không có ảnh hiện cúi đầu xin hoàng thượng quy y. Nam mô sáu chữ Di Đà tâm con phát nguyện vạn tâm về thiên đình đảnh lễ chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Chí Tôn. Nam mô Vô Hư Không Đại Thánh Mẫu Từ Tôn. Nam mô Tầm Hư Không Biện Pháp Giới Hóa Hiện Vì Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Chư Bồ Tát Thường Trụ Trong Mười Phương. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật đại trí căn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát chỉ tam đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng hương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Kinh Sám Địa Mậu.
phụ hưởng chốn nơi huyền thành cổ, tịnh hiện tây miếu cổ ứng linh, thượng tầng tòa anh quang minh, chiêm lo mậu ngự truyền kính răng đời, kiếm ngôn mẹ đây lời mặt quyết, đức từ tôn tha thiệt khuyên con, hiệu trung dự dạng cho tròn, mẹ hiền bồ điện bảo toàn chúng sanh, tâm nhật mậu tâm thành kịnh mậu, tâm lòng son vọng thầu diêu cung, gia gia xâm hợp trùng phùng, nhân an vật thời hưởng chung thanh bình, mùa màng được tươi xanh sung tục, mẹ độ con từng phút từng giây, nuôi sống vũ trụ đo đấy, chính do hoàng mậu dựng ngày tạo nên, linh điển mẹ gửi trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu, hoàng khai đại đạo nhiệm màu, hòa sanh bốn biển năm châu tươi nhuận, Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điện chân linh phước huệ rải ban, tâm kinh hậu dạy rõ ràng, con lành hiểu thạo đàn tràn cung nghinh, phước lộc thọ hiện dính do màu, chọn đủ thời kỳ màu hàng niết, dân an được thành nhà yên, lời cháu mậu dạy gắn chiến tu trì, thơ ngâm diệu huyền di cơ bục, mẹ truyền tín dưỡng dục chúng sanh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mậu hóa sanh muôn loài, chân linh mậu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tụ ánh nghi, thượng tầng mẫu ngự phương phi, con ra thiên địa trị vì chúng sanh, địa mẫu truyền chân kinh tâm huyết, ký âm dương hội hiệp cùng nhau, mưa hòa gió thuận tươi màu, hóa sanh nhân loại ngạt ngào chân thân, vậy ai mới bước lầm đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời cháu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xã tội hiển minh thanh nhàn, cầu linh mẹ bảo toàn sanh chung, độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiết, từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân thị linh nguyên chẳng rời, nhật nguyệt tính phương trời sáng tỏ, mây huyền mi hiện rõ thần thông, mẹ phương nam bạc tây đông, bốn phương tạm hưởng bao vòng càng khôn, điện thiên mẹ bảo còn vĩnh cửu, chốn trung ương mẹ thụ địa châu, linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành, phu quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo huyền vi, thiên luân địa an diệu kỳ, trí âm hội hợp phục quý diêu đài, thiên địa lập ấm lai dương thự, khí thần giáo dình dự điện linh, đất trời gió tạo hòa sinh, pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên, chính mẹ tạo tôi hiền chùa thành, phụ điện linh chân thành tâm thanh, chẳng ngừng hòa hòa sanh sanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi, thần với khí thụ thì thai thành, mẹ cứu mang canh cành thập niên, tình thâm mẫu tự thiên liên, mười niên trường chuyển dụng thành thai nhi, minh quân sực thể trầm ái, sao vị thiên tử phi tài quyền quán, mẹ phạm vua thiên hoàng con trường, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam đệ tiến tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây, vua phục khi ngài hai biển hòa, bạc quái phân phạt hòa hiện linh, chỉ rằng tạm hưởng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bày, vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sánh ra lúa gạo giúp đời an khang, vua hiên miên tạo ban y phục, để mạnh nó hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơ mạo trộn trầm, để cho người thể thẳng thân thanh nhàn, vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, thượng tầng báo phụ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh, nhìn biển cả trời thanh ngược biệt, khắp bốn mùa tám tiết trời xoay, gió ngàn tỏa lượng tầng mây, hòa sanh nhân loại cỏ cây thụ cầm,
có ngũ nhạc bổng trầm lân thội, khắp môn lược từ mậu dưỡng sanh, các đời dương rễ đại danh, từ trong thân mậu trưởng thành mà ra. Danh lam cỏ năm tòa thẳng cạnh, trộn lam sơn tiệt lạnh xương rơi, có cây cổ thụ sống đời, sạc dân trăm họ nhói nói mậu thành. Dẫn rùa tươi xanh dung dưỡng, sao thư gạo dành thượng nhân sinh, nhân dân no ẩm hiện minh, sống nhờ điện mẹ huyền linh phụ đầy. Khi lìa thế gợi thấy thân mậu, sự hòa sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nương, từ tôn địa mậu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tịnh huyền, kìa lâu đài cung điện nguy nga, an chùa quán xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng thân, chư Phật đặt kim thân nho mậu, cả trân châu ngọc bụ đò đây. Hiểu chi kẻ ước việc này, lòng ám mơ tưởng mây ái đạt thành, loại kim thị bạc vàng quý bao, tất cả do mậu tạo xuất ra, hương hầu vạn vật cha gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người trộn thể hiệu chung hưởng phước, bao quyền linh sao trượt mẹ ban, dân an quốc khởi thanh nhàn, đệ dương cung kính mẫu hoàng từ tôn. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra quả địa cầu, biển xanh sao ngã luân hồi, biết bao sản tột sinh, kẻ thể đâu rõ tình thấm mậu, dầu hoàng thiên họ nội xanh hơn, trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hoa quyền chớm phép màu, dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc đành hoa độ nhân xanh, cỏ cây tươi tột hương thanh, địa châu thấm giọt mưa thì nhiêu, chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, báo tinh vi xương tuyệt già băng, đại mây ôm tù phụ dân, ngập luồng ban điện điện tan mây liền, mưa tuôn xuống trần miền tỏ thật, cù rồng kia trộn nặc ngàn sông, lạnh phần vận chuyện gió giông, mẹ truyền ngoan bỏ hô phong ứng hầu, cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn điện xấu làm gió chuyển mây, đều do lệnh mẹ phán bày, ôm trên chiêu diệu giam rầy cải đâu, muôn thu giận nằm sâu lòng đất. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng thai, nhọc nhằn hào quản đắng cay, điện quán quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh, chôn dương trầm con lành tọ hưởng, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân, tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần ghi tâm, mẹ thương con già thầm đau thật, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điển quang nếu mẹ rụt thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan, khi càng ngao trở ngang vùng vẫy, thiên địa đành chịu phải rã đôi, dương trần như thể bèo trôi, cạnh trời trống rộng thảm sầu nạn tai, ngoài càng khốn như lai tạm ẩn, chứ Bồ Tát tàn lận biệt tinh, từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn, phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị thiêu, muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh hoành hiu khổ sầu. Mẹ phản truyền lời châu cao bì, ai siêu tầm diệu ly quang minh, tâm thành khảo sát chớn kinh, thọ trì giảng nói chung sanh hiểu rằng, từ tôn chịu điện lành ban phước, xác lệnh phê người được hiển vinh, phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giang bục ngọc linh chi truyền, nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân thị như ảnh đột thiên nhiên, mẫu cho phản bộ mùa nguyên, chân thần đúng ngoạn xuất liền chẳng sai, tinh khỉ hiệp cho ai dưỡng tánh, gần tâm tu dưỡng cạnh thượng đài, hai tâm chung chuyện đạo ngay, lý chân thông hiểu trở rài bỏ qua, cần quán thường sâu xa kinh mẫu,
chờ khoe tài nông nội mà chi, trên kinh lĩnh mẹ tha ghi, quần thần nhân mỏ chẳng ghi lời vàng, đại từ tôn mậu hoàng cao cả, ân được dạy long ngạ đành sao, tao nhân mặt hạt anh hào, nông thương công sĩ nợ nào lãng ngơ, không đèn đáp tôn thờ cung kính, nợ vô tâm chẳng kính mậu hiền, thâm sâu nghĩa cả thiên liên, đành lòng bội bạc chân truyền lời châu, kênh pháp đạo nhiệm màu ái rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi, phụ ân từ mậu diêu trì, đò đời muôn kiếp chẳng thì tài sanh, muốn biết rõ thánh danh Phật màu, hãy lắng nghe lời mậu phân rành, là hỗn độn quá sanh, thở còn mù mịt trượt thanh chưa tường, thiên địa chia âm dương chân thị, thập nhị muôn niên kỳ gian lâm, tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ, mậu hoàng từ giả con thơ, quả thân chợt nhòm phục giờ chia tay, hư không ngự mấy đài thượng cõi, điện quán minh chiếu rọi khắp nơi, huyền vi biển hóa chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha, chẳng hay ai lệ xa nhớ mậu, chốn trường nhát lời nội nhớ thương, ngự thuyền lướt sông trùng dương, nào ai để già vẫn thương lòng sầu, mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong huyết mạch trùng phùng, sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiểu trung tu hiền, hồi tí sử khai thiên tịch địa, vạn sự thành hiểu nghĩa vi tiên, chân kinh Phật mẫu diệu huyền, hơn 180 câu khuyên răn đời, mỗi câu mọi ý lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch thuyết chảy ra, gồm bao lời ngọc thiết tha, đúng ngày thật bát trần hồng giáng sinh, mẹ phụ hết điển linh quảng đại, tâm huyết thư để lại chân kinh, kiên ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an toàn, là con hiệu đàn tràng cung kính, mọi hằng né nguyện thịnh mẫu từ, đúng ngày thập bạc trăm mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh, lập đài lễ hoa sinh trà hòa, dân hương đăng tất cả thuyết tinh, cùng nhau hội hiệp trì kinh, sợ dân từ mẫu chứng minh con lành, công đức mẫu vô hình phò tạ, giàu lắm sơn điện cả khó hơn, ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng am tự hỏa sớm tượng hình, rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bài tốt, duy trì Phật mẹ linh hồn, miếu từ làm đặng ý ngôn kim truyền, mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sự xây tài tạo mau đi, tùy giá phương tiện hữu vi, chẳng cần tiền bạc nhiều trí đâu nào, mẫu chứng lòng thành cao tâm hào, sẽ ghi con tên thảo danh đề, thẻ ngọc mẹ chuyển bục phê, tâm phàm vội sạch trở về diêu cung, bởi vì con tận trung tận hiểu, đắc quả cao thủ khiêu khai minh, con hiền họ hưởng trường sinh, nhờ lòng vạn đại quán minh tâm lành, mẹ sắc tử phong danh môn thuở, chánh quả thành dứt nợ trần ái, ban cho thủ phẩm liên đài, chúng hương thượng quốc về ngay đền vàng, thành đài la nghiêm trang quỷ bào, phu phụ đồng đắc đạo kiến thân, mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh bụ điện muôn phần nhẹ vang, đúc từ tố mậu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên, nữ nơi cõi thượng thiên liên, độ cho vật thời dân yên thanh bình, nam mô vô thượng hư không địa mậu dưỡng sanh đạo mạng chân kinh, nam mô vô thượng hư không địa mậu dưỡng sanh bạo mạng chân kinh, nam mô vô thượng hư không địa mậu dưỡng sanh bạo mạng chân kinh, Phật mậu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thượng nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh,
khảo sát địa lý khai minh địa cầu, thở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thị biết đâu. Phật địa mẫu ngự đã lâu, Phật ra thiên địa hoàng hậu bị sai, cái này, okay, cái này để dành để trước nhất. Đạo hoàng khai đời thật huyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh, phản hồi phong tục nhân sinh sáng ngời, trốn phàm trần đến đời quân hạ. Mẹ giảng cơ bút tả chân kinh, ai truyền ấn tống phổ binh, mẫu hoàng bảo hộ hương linh thủ trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân, dựng đời thành trị thượng môn, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường, khắp thế giới thập phương cung kính, gắn niệm trì nguyện thỉnh lời trao, đắc thành sở nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm, xét ra tất cả hoàn cầu đều do lệnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con bị tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương, đắng cay khó nhọc ai từ 72 vị đã lãnh Phật, đương kinh hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung, duy mình mẫu chẳng cùng ai cả. Học ở trong thiên hạ sư nào, lập chúng lập cùng, điển hiền đi hữu dụng mẹ ban, cột nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tại tay nát như trần bụi, hồng ơn chư Phật chúc thầy báo ơn, cung thỉnh thế tôn lại chứng minh, đời năm chùa con xin vào trước, một chúng sanh quả Phật chưa thành, có nguyện thông chứng vô sanh niết bàn, đại hùng đại lực đại từ bi, giúp con dứt sạch sân si buồn phiền, để sớm được lên miệng thượng giác, ngồi đạo tràng bát khác mười phương, tự không có thể tiêu tan, nguyện con kiên cố không hề lung lay. Nam mô thương trụ thập phương Phật, Nam mô thương trụ thập phương Pháp, Nam mô thương trụ thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Lúc bấy giờ tự nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm bào về hoa sen ngàn cánh, trong hội hoa sen có hoa Phật ngồi từ đảnh hoa Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm bào, mọi đạo hào quang hiện ra nhiều thần kiến can mật tích, ông bưng núi ông cầm sự vân vân, con đại chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú: Nam mô Tát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đề Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tọa Tạc Đà Tha Phật Đà Cú Tri Sạc Ni Sang. Nam mô Tát Bà Bồ Tát Đa Bề Tề. Nam mô Tát Đa Nắm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Cú Tri Nắm Ta Xa Ra Bà Ca Tăng Già Nắm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nắm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nắm. Nam mô Ta Y Vị Đà Già Di Nắm. Nam mô Lô Kê Tam Hiệu Già Đa Nắm. Tam Hiệu Già Ba Ra Ba Đệ Ba Ra Na Nắm. Nam mô Đề Bà Lý Sắc Hòa. Nam mô Tất Đà Giá Tỳ Địa Giá Đà Ra Lý Sắc Nọ Xà Ba Nó Hiện Ra. Đề Ta Hê Già Già. Nam mô Bà Già Bà Đề Bà Già Ma Tam Mô Đà Ra. Nam mô Tất Yết Rì Đa Già. Nam mô Bà Già Bà Đề Ma Ca Ra Già Địa Rì Bạc Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba No Ca Ra Già A Địa Mục Đề Thi Ma Sa Na Nê Bà Tất Nê Ma Đạt Rì Già No. Nam mô Tất Yết Rì Đa Già. Nam mô Bà Già Bà Đề Ta Tha Già Đa Cú Ra Già. Nam mô Bà Đầu Ma Cú Ra Già. Nam mô Bà Xà Ra Cú Ra Già. Nam mô Ma Ni Cú Ra Già. Nam mô Già Xà Cú Ra Già. Nam mô Bà Già Bà Đề Đề
du ra tây na ba ra ha ra ma sa sa ya đa ha ya đa ya nam mô ba ya ba đề nam mô a di đà ba ya đa ha ya đa ya ra ha đề tam miệu tam bồ đà ya nam mô ba ya ba đề a so bề ya đa ha ya đa ya ra ha đề tam miệu tam bồ đà ya nam mô ba ya ba đề đề sa sa ya tu lô phệ trụ trì ya ba ra ba ra sa ya đa ha ya đa ya nam mô ba ya ba đề tam bổn sư bi đa tạc lân chủ ra bạc giả a kỳ ni bà già ô đà
ra ra bà ra trước yên ra bà già đồ sạc nó bà già xá bể bà già ha ca ra mập rồi chỗ bà già đà ra ni bộ di kiện ba già ba đà bà già ô ra ca bà đa bà già lạc xà đàn trà bà già na già bà già đà bà già tố ba ra no bà già dược xó yên ra ha ra xó tư yên ra ha tập rị đa yên ra ha nhà yên ra bộ đa yên ra khu bàn trà yên ra bộ đơn na yên ra ca cha bộ đơn na yên ra tập kiền độ yên ra a bà tập ma ra yên ra ô đà ma đà yên ra sa già yên ra he rì bà đề yên ra sa đa ha rì nằm yên bà ha rì nằm lô địa ra ha rì nằm ha rì nữ thì tỳ đa ha rì nằm tỳ đa ha rì nằm bà đa ha rì nằm ha du dạ ha rì chật đa ha rì nữ đề sam tạp bệ sam tạp bà yên ra ha nằm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di ba rì bà ra già ca rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di trà diện ni hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di na ra nó hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di đạp đọa già lô trà ấy hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di na ca ra ma đạp rì già nó hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di ca ba rì ca hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di xà già yên ra ma độ yên ra tạc bà ra tha ta đạt ma hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di già đồ ra bà kỳ nệ hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di rì chi năng đà kê sa ra nó bạc đề sạch thế nhà hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di na yên na sa ra bà nó hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di hạn hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di tỳ đà ra già hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di bạc xà ra ba nể cu hê già cu hê già ba địa bạc để hợp rì đợm tỳ đà già xà sống đà già di kê ra già di ra tho lòng bà già phạm ân đồ na mà tho bà già phạm tạc đạt ra bạc đạt ra nam mô tỳ đô đề a tật đa na ra lạc ca ba ra bà tất khổ cha tỳ ca tạc đạt ca bạc đề rì thập phật ra thập phật ra đà ra đà ra tần đà ra tần đà ra sân đà sân đà hộ hồng phần cha phần cha phần cha phần cha phần cha ta ha he he phần a mâu ca nha phần a ba ra đề na đa phần ca ra ta ra đà phần a thủ ra tỳ đà ra ba ca phần ta bà đề bề tề phần ta bà na già tề phần ta bà dược xó tề phần ta bà tiền ta bà tề phần ta bà đệ tề phẩm tác bà đồ sát tỷ lê hạt sát đệ tề phẩm tác bà thập bà lê tề phẩm tác bà a bà thập ma lê tề phẩm tác bà xá ra bà no tề phẩm tác bà địa đề kế tề phẩm tác bà đạt ma đà kế tề phẩm tác bà tỳ đà gia ra thể gia lê tề phẩm xà gia yểm ra ma độ yểm ra tác bà ra tha ta đà kế tề phẩm tỳ địa gia gia lê tề phẩm gia đô tỳ thể tề phẩm bạc xà ra cô ma rì tỳ đà già ra hệ tề phẩm ma ra ba ra đinh dương so tỳ rì tề phẩm bạc xà ra thương hiện ra già ba ra trừ kỳ ra xà giá phẩm ma ra ca ra già ma ra đà đà rì ca no nam mô ca hiển rì đa già phẩm tỳ
thị sắc nó từ về phẩm bột ra ma mâu ni về phẩm a hiền ni về phẩm ma ha yết rì về phẩm yết ra đàn trần về phẩm miệt đáp rì về phẩm đau đáp rì về phẩm già nhân trà về phẩm yên la ra đáp rì về phẩm ca bạc rì về phẩm a điều một chật đa ca thi ma xả na bà tư nệ về phẩm thiện tiết chất đầu đáng liệt tha ba lô hê lô ca đê ca
ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đế ri ya na ra khẩn trì địa ri sát ni na ya ma ma ta ba ha tâm đà ya ta ba ha ma ma tâm đà ya ta ba ha tâm đà yo nghệ thất bàn ra ya ba ba ha na ra khẩn trì Tịnh độ thần chúa Nam Mô
di đà bà già đà tha già đà già đà địa già a di di đô bà tỳ a di di đà tấn tam bà tỳ a di di đà tỳ ca lam đế a di di đà tỳ ca lam đà già di ni già già na chỉ đà cha lệ ta bà thiên thiên nữ chú nam mô phật đà nam mô đà ma ha đề tỷ gia đắc đề già ta ba đề vô lậu na giá lì tam hành đà đạt xá ni ma ha tỷ ha ra già đế tam man đà tỷ ni già đế ma ha ca rì ba nể ba ra ba nể tác rì và lập tha tam man đà tu bác lê đế phu lê na rì na đà ma đế ma ha tỷ cổ tâm đế ma tỳ tâm kỳ hê đế tam mạng đà a tha la hầu đà la ni nghi lễ sám hối. Thấy con chỉ cần để cái tay lại cha lại mẹ nghe, nãy kêu nào lấy cái chuông không lấy rồi. Ok, đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, chói sáng từ trang nghiêm, đệ tử một lòng xưng kính lại. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật. Nam mô Hiện Tại Tiền Kiếp Thiên Phật. Nam mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật. Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô Khí Phật Thi Khí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quá Khứ Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Lạc Bát Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Ý Như Lai. Nam mô Cam Lộ Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quán Phật. Nam mô Long Ma Giáo Chủ Đường Lai Hạ Sanh Từ Thị Tôn Phật. Nam mô Tam Tạng Thập Nhị Bồ Thánh Giáo Đại Kiều Thừa Kinh Biến Pháp Giới Tôn Pháp. Nam Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Vương Bồ Tát. Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nam mô Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Vĩ Đại.
Bồ Tát Na Ha Tát. Đại vị quốc gia thị tổ ân thiện môn công phụ trụng trụng công phu chi như thành đảnh lễ Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Mô Đại Thánh Mẫu Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đại vị đa sanh phụ mẫu lương hàm quyến thuộc ân chi thành đảnh lễ Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Mô Đại Thánh Mẫu Nam Mô Thập Bồ Đề Tát Ma Ha Yết Đế Yết Đế Ba
Hello.